Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá khổ qua và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá khổ qua hàng ngày trên kênh của Boykin TV nha các bạn. Thì hàng ngày kênh Boykin TV sẽ quay và cập nhật giá khổ qua cũng như một số loại nông sản có khu vực còn trong ba Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây ha. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng khổ qua hay là có quan tâm đến giá khổ qua hàng ngày thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá khổ qua từng ngày trên kênh của Boykin TV các bạn. Các bạn nào có bán khổ qua hay là có biết giá khổ qua ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá khổ qua hôm nay. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2021 thì thương lái mua tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp với giá khổ qua dao động tầm khoảng từ 7.000 đến 10.000 đồng trên ký nha các bạn. Lúc mua thương lái mua tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp thì em chỉ quay và cập nhật giá ở tại địa phương ở khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây. Thì thương lái mua ở đây thì cũng tùy nơi, tùy khu vực có giá cả khác nhau. Thì do tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp nên là một số nơi trên tỉnh Đồng Tháp đã giãn cách xã hội, thì việc đi lại và mua bán của một số thương lái ở tỉnh khác gặp rất nhiều là khó khăn. Thì em chỉ quay và cập nhật giá tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và đồng hành cùng kênh Boykin TV. Thì cuối video thì chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại.